Pháp hộ niệm là một pháp tu rất dễ, rất cụ thể, mà chi tiết nữa, gần gũi nữa. Mong tất cả chư thầy, cũng như sư cô, cũng như tất cả chư vị bỏ chút công sức ra đi học hộ niệm. Chúng ta sẽ phát hiện ra từ cái pháp đơn giản này mà cứu người vãng sanh. Đúng là càng dễ chừng nào, càng vi diệu chừng nó. Mà dễ như vậy mới cứu được phàm phu chúng ta. Nếu khó quá thì cứu không được đâu. Mong chư vị hoan hỷ, vui vẻ tiếp nhận cái pháp này để chúng ta cùng nhau về Tây Phương Cực Lạc nhé. A Di Đà Phật.